Chào các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn nấu chè đậu xanh Nha Đam nha các bạn. Đây là đậu xanh của mình ngâm rồi mình rửa sạch để ráo rồi nè. Đây là Nha Đam. Nha Đam mình cũng gọt sạch hết rồi, ra miếng gì chút mình sắc sợi. Mình nấu chè Nha Đam đậu xanh mình không có để nước cốt dừa nên mình để cái dừa này vô mình ăn cho nó có vị béo, nó ngon hơn. Cái dừa, và đây là đường phèn. Rồi bây giờ là mình đi nấu cái phần đậu xanh nha các bạn. Sau khi mình cho đậu xanh lên bếp mình nấu thì mình đi sắc cái phần nha đam này đang mình ngâm với nước muối. Cái phần nha đam này sắc thì tùy theo sở thích của mình. Có thể các bạn sắc sợi cũng được, hoặc là sắc hạt lựu lớn lớn cũng được. Còn cái phần dừa này thì mình đi sắc sợi luôn nha các bạn. Cái đậu của mình nó nấu nó cũng mềm mềm vậy nè nha các bạn. Rồi mình cho cái phần dừa của mình vào. Cái phần dừa của mình sắc sợi vào. Do cái phần đậu của mình ngâm nên mình nấu nó rất là nhanh. Rồi các bạn nấu chút cho đậu mình nó mềm luôn. Rồi cái phần dừa của mình là để vô nó cũng chín rồi nha. Mình cho cái phần đường phèn của mình vào nha các bạn. Sau khi cái phần đường phèn của mình tan rồi mà các bạn cho cái phần nha đam của mình sắc sợi vào luôn. Sau khi mình để cái nha đam vô rồi nồi chè mình nó sôi trở lại và nha đam nó cũng chín rồi, mình nêm nếm cái nồi chè mình cho nó vừa với cái khẩu vị của mình nha các bạn. Nồi chè của mình đã vừa rồi, mình cho vào hai ống vani rồi mình tắt bếp. Rồi mình tắt bếp mình múc gato được rồi đó. Giờ đây là cái tô chè đậu xanh nha đam đường phèn của mình đã hoàn thành rồi nha các bạn. Rất là mát. Nếu các bạn mà nấu chè đậu xanh nha đam này với đường phèn này các bạn ăn là rất là mát. Rồi mình khép lại tại đây nha các bạn. Nếu các bạn thích xem video của mình thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất của mình. Chào tạm biệt các bạn.